Đây là quảng cáo cho Play Sifu. Obuto, quả địa cầu thông minh sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để gây ấn tượng. Wow! Chúng con muốn chơi cái đó, phải? Đợi đã, các con định đi đâu thế? Tôi sẽ đến Ấn Độ, Pháp, Sahara, Hawaii. Được rồi các con, đây nha. Tạm biệt. Đi thôi. Hãy cùng xem Ấn Độ có gì thú vị nhé. Wow, thật đẹp. Đó là một con hổ bên ga. Mình là voi châu Á, động vật có vú trên cạn lớn nhất trên trái đất. Hãy cho voi ăn. Nhìn, đó là Taj Mahal. Đền Taj Mahal được hoàng đế Mughal Shahan Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ yêu dấu của mình, Mujtaba Mahal. Voi, cọp, Taj Mahal, Ấn Độ đã xong. Ồ, đó là gì? Pháp, ẩm thực, thời trang và vui chơi. Hãy cùng khám phá Paris nhé. Ồ, nhìn, đó là tháp Eiffel. Tháp Eiffel, công trình được yêu thích trên toàn thế giới và là biểu tượng của nước Pháp. Đã đến lúc kiểm tra danh sách. Ồ, hãy cùng khám phá ẩm thực ở địa phương nhé. Bonjour. Một chiếc bánh mì pâté. Cảm ơn rất nhiều. Tuyệt đẹp. Wow, nước Pháp thật thú vị. Điểm dừng tiếp theo sẽ là Hawaii. Và mình sẽ đến Sahara. Wow, mình đang ở Sahara. Đó là một con lạc đà. Nó rất cao. Cái nóng quá. Chúng ta hãy đi lướt sóng. Ôi, một ngọn núi lửa. Thật là một ngày đẹp trời. Thật vui, Trish, yeah. Chuyện này của bạn thế nào Mai? Paris thật tuyệt, Hawaii cũng vậy. Hãy dán tên vào. Ấn Độ thật tuyệt. Yeah. Nước Pháp.
Xin chào các con, đã sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa? Yeah. Bắt đầu. Burj Khalifa nằm ở đâu? Ở Dubai. Giỏi lắm. Nghe câu hỏi tiếp theo. Chức năng của mai rùa là gì? Bảo vệ không nguy hiểm. Ồ, phải, đúng vậy. Yeah. Các con đã sẵn sàng cho câu hỏi cuối cùng chưa? Máy tính được phát minh khi nào nè? Có câu trả lời không? 1589, 1642. Để xem nào, đúng, chính xác. Giỏi lắm. Được rồi, Trích, bây giờ chú tin con rồi. Thật tuyệt khi học các quốc gia mới với Opus. Ồ, thật sao? Con đã tìm thấy rất nhiều điều thú vị. Thật tuyệt. Yeah. Cảm ơn Lai Sifu Opus đã giúp chúng tôi tạo ra video này. Yeah.